Consolidation 2, 1, revisions. Ở bài này chúng ta sẽ ôn lại tất cả những âm mà chúng ta đã học ở Unit 3 and Unit 4. Chúng ta có âm O, O, we have home, bone, âm O, âm U, rule, June, you, tube, cute, a, mail, hey, a, cat, can, a, hop, ox, và hug, bug. Go on. Exercise number 2, IPA challenge. Chúng ta sẽ tự ghi các IPA của các từ sau. Và nếu như bạn nào đã chưa hoàn thành trong lớp, chúng ta hoàn thành ở nhà và đối chứng kết quả của mình với kết quả ở đây. Now homework. Bài tập về nhà, các bạn sẽ ôn lại tất cả những âm này ở trong sách của mình. Và các bạn sẽ chọn hai. Các bạn sẽ chọn các từ đã học ở Unit 3 and Unit 4. Với mỗi bài, chúng ta sẽ có 4 từ. Vậy thì hai bài, các bạn sẽ chọn hai từ trong số 4 từ này để viết IPA. Và hai từ còn lại, các bạn sẽ đặt câu với hai từ đó và gạch chân chủ ngữ và động từ cho các câu đó. So you can take a look over here. Okay, chúng ta có một bài thế này, chúng ta sẽ có 4 từ. Các bạn sẽ chọn ra hai từ để viết IPA. Đây là hai từ nào bất kỳ ha. Và hai từ còn lại chúng ta sẽ đặt câu với nó. Và nhớ là khi đặt câu thì chúng ta cũng phải cần gạch chân chủ ngữ và động từ. Alright.